Lâm Đồng là một trong những địa phương được đánh giá có nguồn dược liệu dồi dào, trong đó có cây húng chanh. Húng chanh vừa là cây thuốc, vừa là loại rau ăn hàng ngày. Tại các cơ sở đông y, húng chanh là một trong những vị thuốc được kê trong bài thuốc chữa cảm cúm, ho, hen, viêm họng, ho ra máu, sốt cao, dị ứng, đau dạ dày, ăn không tiêu, v.v. Đặc biệt, trong một nghiên cứu gần đây cho thấy, dịch tiết ra từ lá húng chanh có tác dụng chống oxy hóa, tác dụng trên các tế bào ung thư, nhất là ở gan và thận. Đây cũng chính là mục đích mà dược sĩ chuyên khoa 1 Tăng Lê Quỳnh Trinh, giảng viên trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và nhóm cộng sự nghiên cứu thực hiện bào chế trà thuốc và siro hò húng chanh. Nó cũng có cái tác dụng mà chống oxy hóa và cái tác dụng kháng sinh kháng khuẩn của nó rất là cao. Có thể thay thế được một số cái kháng sinh mà không sợ là đề kháng vi khuẩn, virus giống như là những cái kháng sinh tân dược hiện nay. Thêm nữa là cái công dụng của nó cũng đã được nghiên cứu qua nhiều tác phẩm của nhiều nhà nghiên cứu trước đây như là Đỗ Tất Lợi, Võ Văn Chê chẳng hạn. Cái bài thuốc mà chúng ta ứng dụng nghiên cứu ở tại trường thì đã áp dụng một cái bài thuốc nằm trong tài liệu những cái thuốc vị thuốc Việt Nam đã được công nhận. Chúng em mục đích là hướng tới là phát triển cái dược liệu tại địa phương. Sau khi được xử lý sơ bộ loại bỏ những lá sâu, dập, úng, rửa sạch, đem cân, thái nhỏ, được đun lên tách lấy tinh dầu ra khỏi nước. Các công đoạn để tiến hành hoàn thành sản phẩm trà húng chanh được bắt đầu. Cùng với một số vị thuốc như bách bộ, tía tô, xạ can, trần bì, gừng, bạch chỉ, áp dụng phương pháp sao trực tiếp với lửa, sau đó phân tán nhỏ các dược liệu bằng máy xay thô, hỗn hợp trà túi lọc húng chanh được cân và đóng gói. Với quy trình bào chế này, nếu có bản quyền, sản phẩm từ dược liệu sẵn có tại địa phương không khó để thực hiện. Nguyên bản của nó là thuốc sắc. Nó có cái thành phần là tan trong nước, cái thành phần nó dễ bay hơi như tinh dầu. Do đó là mình cũng phải có nhiều cái công đoạn để mình làm sao mình lấy được tất cả các hoạt chất có tác dụng mà mình đảm bảo được cái tác dụng dược lý, đồng thời là tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu mình lấy được. Về tính kinh tế thì nó cũng đảm bảo và thiết thực nhất là áp dụng được cho các cái quy mô sản xuất thủ công. Việc vừa giảng dạy vừa thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế đối với một trường học chuyên đào tạo cán bộ y dược có rất nhiều ý nghĩa. Các bài giảng từ chính thực tế không những bổ sung kiến thức về y dược học, về tiềm năng dược liệu của Lâm Đồng mà còn tạo thêm niềm đam mê cho các thầy cô trước các bài giảng về đặc tính của thuốc chữa bệnh. Em thì em học chuyên ngành về dược á, thì khi mà em thực hiện cái đề tài này chung với một nhóm thì em cảm thấy là nó giúp ích được cho em những cái kỹ năng về kiến thức tác dụng hoạt chất và dược lý của các loại cây. Và mình hiểu biết được thêm là không những cái cây này có những cái tác dụng này mà nó còn có những cái tác dụng khác, bổ trợ cho em rất là nhiều kiến thức để cho em sau này em có thể phát triển thêm. Việc giảng dạy về thực hành về dược thì nhà trường luôn gắn liền với cái việc mà sản xuất, bào chế và cũng như là một số các cái kỹ năng khác cho các em. Đối với cây húng chanh thì nhà trường cũng đã tiến hành khảo sát, so sánh với các cái vùng miền khác nhau để coi cái hàm lượng tinh dầu ở cái vùng nào, mùa nào, ở thời điểm nào là cao nhất, và cây húng chanh là hiện nay là cái quy trình đã chiết xuất cái tinh dầu và cũng như để bào chế ra các cái dạng mà sử dụng thì nhà trường cũng cơ bản đã hoàn tất. Với phương châm thận trọng, tỉ mỉ, khách quan, trung thực, vệ sinh cùng với y học hiện đại, những giảng viên trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã đang và tiếp tục thực hiện di huấn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: Nam dược trị nam nhân. Việc tìm tòi nghiên cứu đưa ra các bài thuốc, các sản phẩm từ dược liệu sẵn có ở Lâm Đồng góp phần làm phong phú thêm bài thuốc, vị thuốc, phòng và chữa bệnh cho con người, đồng thời thể hiện được trình độ kiến thức và trách nhiệm với công việc của người cán bộ y tế.